và thầy các em học sinh thân mến. Năm học 2021-2022 đã đánh dấu những bước chuyển mình quan trọng trong chất lượng đào tạo của nhà trường. Để tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022, sau đây xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hiệp, bí thư chi bộ nhiều trường. Lại nhau đây là hạnh phúc lắm rồi. Và kể từ đó, hay từ sức khỏe trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Và như thế, xin một lần nữa, xin kính chúc tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, các em học sinh thân mến, năm học 2021-2022 trải qua nhiều sóng gió do đại dịch Covid-19 mang lại, nhiều mất mát đến với tất cả mọi người ở các mức độ khác nhau. Trong đó, mất mát đối với người học là kiến thức. Trên chặng đường kế tiếp, các em hãy biến mất mát vừa qua thành những niềm tin mà vươn tới. Ngày mai ra trường, rồi các em sẽ đi xa trên con đường tương lai rộng mở. Thầy mong các em luôn nỗ lực, tự tin, bản lĩnh, sáng tạo trong học tập và công tác để thành công, và trong tâm hồn cũng mỗi người cũng tóc đầy kỷ niệm đẹp từ mái trường của mình. Học tập của các em học sinh hôm nay như món quà vô giá để dành tặng cho các thầy cô, cha mẹ và những người thân yêu. Để ghi nhận sự cố gắng của các thầy cô và các em học sinh trong năm học vừa qua, nhà trường quyết định khen thưởng. Xin được trân trọng kính mời thầy Vũ Anh Tuấn, phó hiệu trưởng nhà trường lên đọc quyết định khen thưởng. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các học sinh, sau đây tôi xin triển khai quyết định khen thưởng cá nhân và các tập thể lớp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học phổ thông Dòng Ông Tố, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2022, quyết định số 18/QĐ-THPT-GOT, quyết định về việc khen thưởng cá nhân tập thể lớp đạt thành tích cao trong học tập phong trào năm học 2020. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Thời gian chúng em